Bách Hóa Xanh tiếp tục gây ra sai phạm trong công tác bán hàng. Làm rõ lý do nhà dân nuôi 17 con hổ như thú cưng trong nhà. Kết thúc có hậu cho nữ công nhân bị cướp xe, chuẩn bị khởi tố nhóm băng đảng cướp xe. Tạm biệt nghệ sĩ Giang Còi, cảm ơn vì đã trở thành một phần của tuổi thơ. Giang nghệ sĩ nhiệt tình chạy show thiện nguyện mùa cách ly. Nam ba Osaka khi tình thân đồng hương không đủ lớn mạnh. Không muốn nhìn người khác hạnh phúc, người đàn ông cầm hung khí cố tình gây hại với 9 người trên tàu điện ngầm tại Tokyo. Vượt ngưỡng 1 triệu ca nhiễm, Nhật Bản mở rộng phòng dịch ra 8 tỉnh. Thế giới tranh cãi quyết liệt về quyết định tiêm hay không tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3. Mỹ lên tiếng cảnh báo 7 ca tử vong vì biến chủng mới của virus Corona. Campuchia đạt 80% số người trưởng thành tham gia tiêm chủng. Trả lời thắc mắc liệu phụ nữ mang thai và cho con bú có nên tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không. Xin chào TV, xin chào Netlove. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Chúc thành chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Chào Bạn Đài Lệ Sóc News. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Sau những lời gây xôn xao dư luận về việc tăng giá bán trong mùa dịch Covid-19, thì mới đây tại Bình Phước đã xử phạt hành chính cửa hàng của Bách Hóa Xanh về vấn đề hàng hết hạn sử dụng. Những đợt xử phạt chưa biết khi nào chấm dứt, gây hoang mang cho tâm lý người mua hàng. Trong tháng 7, Bách Hóa Xanh đã liên tục bị người dân phản ánh về chuyện cân sai, tăng giá, giá cả công bố không rõ ràng. Vụ việc này đã được cơ quan chức năng điều tra và xử phạt. Không dừng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh mà liên tiếp những ngày sau tại các tỉnh thành khác đều có những thông tin đăng tải về việc Bách Hóa Xanh làm ăn không rõ ràng. Tất cả sự việc đều được cơ quan chức năng tham gia điều tra, ra văn bản xử phạt. Ngoài việc lên giá bán cân sai thì mới đây chính cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Bình Phước đã bị lập biên bản xử phạt về việc bán hàng hết hạn sử dụng. Điều này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng, họ không còn tin tưởng vào chủ cửa hàng này và quyết định tẩy chay. Trong thông cáo báo chí được đưa ra, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết chuỗi bán lẻ này lắng nghe và đồng cảm với các bức xúc của khách hàng về việc giá bán một số mặt hàng tăng và chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm. Cụ thể như chưa kịp cập nhật giá niêm yết kịp thời, tính tiền nhầm, cân sai, thái độ phục vụ chưa tốt tại một số cửa hàng. Ban lãnh đạo đang rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành và tìm kiếm giải pháp xử lý. Trong tuần qua, cộng đồng mạng đã không khỏi bàng hoàng vì hình ảnh 17 chú hổ được nuôi nhốt như thú cưng tại Nghệ An. Sau khi được lực lượng chức năng giải thoát và đưa về khu sinh thái thì hiện tại 8 trong số 17 con hổ đã tử vong. Chiều 4 tháng 8, công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin ban đầu về việc nuôi trái phép 17 con hổ như sau. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất và phát hiện tại hai hộ gia đình của ông Nguyễn Văn Hiền 39 tuổi và bà Nguyễn Thị Định 50 tuổi đang thực hiện nuôi nhốt 17 con hổ. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hiền đã khai nhận thu mua những con hổ này tại Lào. Được biết khu vực này là điểm nóng nuôi hổ trái phép nấu cao. Quan trọng nhất là việc bảo tồn động vật hoang dã cần phải phá án, bắt giữ được các đối tượng mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã để răn đe chung. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra rằng 8 trong 17 con hổ được tiêm thuốc mê đã tử vong. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Hiện số hổ chết này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật. Trong tuần qua, đoạn clip nữ công nhân bị chặn nửa đường cướp xe máy đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Thì trong cập nhật mới nhất cho thấy hiện nhóm nghi phạm này thông qua camera đã bị bắt giữ, còn nữ lao công đã nhận được 4 chiếc xe máy do các mạnh thường quân trao tặng. Sự việc xảy ra vào tối ngày 3 tháng 8, chị Lê Thị Trâm, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Công Mô thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn đang thực hiện thu gom rác thì bị 4 thanh niên chặn đầu xe và ép buộc chị phải đưa chìa khóa. Mặc cho chị van xin thì nhóm này vẫn thản nhiên chạy xe đi. Ngay sau đó, chị được công an quận Nam Từ Liêm và các nhà hảo tâm tặng 4 xe máy, mỗi xe trị giá gần 20 triệu đồng. Chị tặng lại 2 chiếc cho 2 đồng nghiệp có cùng hoàn cảnh khó khăn ở trong tổ thu gom rác. Hiện nhóm thanh niên này đã bị bắt toàn bộ và lực phía lực lượng chức năng chuẩn bị khởi tố. Thông tin về sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi đã làm cho nhiều khán giả bất ngờ, tiếc nuối. Được biết, ông đã chống chọi với căn bệnh ung thư trong 7 tháng. Nhắc đến chương trình gặp nhau cuối tuần, chắc hẳn ai cũng nhớ đến cặp đôi Quang Tèo và Giang Còi. Với hình ảnh là một người nông dân miền Bắc, chân chất thật thà, Giang Còi đã đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả đủ mọi lứa tuổi. Ông cũng chính là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Trước thông tin về sự ra đi của ông đã khiến cho khán giả hoàn toàn bất ngờ và tiếc nuối. Con trai của ông là Lê Hiếu đã có những chia sẻ về tang lễ cũng như di nguyện giản dị của đời của ông. Một người nghệ sĩ đến cuối cùng chỉ mong được an táng với cây đàn guitar, điếu xì gà mà ông hay hút. Dàn nghệ sĩ, bạn bè của ông cũng đã có những bài đăng tải chia buồn với gia đình. Trước sự chiến đấu căng thẳng với Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến, dàn nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên những chương trình thiện nguyện hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần cho các chiến sĩ tại bệnh viện. Những đoàn thiện nguyện của dàn nghệ sĩ thường sẽ tặng lương thực, đồ thiết yếu, tổ chức cắt tóc cho các y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, những nghệ sĩ còn gửi tặng đến những món quà tinh thần bằng âm nhạc mang theo lời động viên cho những y bác sĩ, bệnh nhân đang thực hiện điều trị tại đây. Những hành động bằng lời ca, những lần cắt tóc tưởng chừng bé nhỏ nhưng lại mang một tấm lòng, tình cảm chân thành mà các nghệ sĩ dành cho các chiến sĩ. Trong tuần qua, vụ án Nam ba Osaka đã trở thành một thông tin có sức ảnh hưởng lớn trên các kênh truyền thông, báo chí. Một du học sinh người Việt bị hành hung dã man trên đường phố nhưng không một ai giúp đỡ. Đoạn clip này đã được đăng tải và lan truyền chóng mặt trên các nền tảng. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu tình đồng hương có thật sự tồn tại. Nạn nhân là một du học sinh người Việt Nam, vào tối ngày 2 tháng 8 đã bị một người tấn công và đẩy xuống sông. Mặc dù lực lượng cứu trợ đã có mặt ngay hiện trường ngay lập tức nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Sự việc xảy ra trước mặt nhiều người, có cả người Việt Nam nhưng không một ai tiến lên và ngăn cản hành động dã man này. Hiện tại, sở cảnh sát Osaka đã bắt được nghi phạm và xác định danh tính của y.
Được biết, người này là Cruz Cabrera Brian Alberto, khoảng 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica, hiện đang thất nghiệp và không có nơi cư trú. Trong quá trình điều tra hiện tại, y vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì và mong muốn được gặp luật sư. Một người đàn ông đã dùng hung khí làm bị thương 10 người trên tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tối 6 tháng 8 theo giờ địa phương. Truyền thông Nhật Bản ngày 7 tháng 8 dẫn lời cảnh sát cho biết kẻ tấn công khai rằng hắn nổi giận khi nhìn thấy những người phụ nữ trong hạnh phúc và muốn sát hại họ. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm 36 tuổi sau khi gây án vào lúc 20 giờ 40 trên một con tàu thuộc tuyến Odakyu. Một nạn nhân là sinh viên đại học bị thương nghiêm trọng trong khi những người khác chỉ bị thương nhẹ. Được biết, nghi phạm nói rằng: "Tôi bắt đầu cảm thấy tôi muốn hại những người phụ nữ trong hạnh phúc khoảng 6 năm trước. Ai cũng được, tôi chỉ muốn hại rất nhiều người." Một phát ngôn viên cảnh sát nói họ không có thêm chi tiết khác để chia sẻ về vụ việc. Tội phạm bạo lực rất hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, nhưng có rất nhiều vụ tấn công bằng vật sắc nhọn mà nạn nhân không hề quen biết hung thủ. Vào tháng 6 năm 2008, một người đàn ông đã lái xe tải tông thẳng vào đám đông ở quận Akihabara, rồi nhảy ra khỏi xe và bắt đầu có hành vi gây hại người đi đường. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Nhật Bản đã vượt quá 1 triệu ca trong vòng hơn 1 năm rưỡi kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số ca nhiễm đang tăng nhanh chủ yếu do biến thể Delta của virus Corona có khả năng lây nhiễm cao. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ mở rộng các biện pháp bán khẩn cấp trọng điểm phòng dịch virus Corona gây ra các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Aichi, Shiga và Kumamoto. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ chủ nhật đến 31 tháng 8. Các biện pháp phòng dịch trọng điểm đã được áp dụng ở các tỉnh Hokkaido, Ishikawa, Hyogo, Kyoto và Fukuoka. Vaccine COVID-19 vẫn là điều xa xỉ với hầu hết các nước nghèo khó hơn. Ngày càng nhiều nước giàu đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường thứ ba cho công dân làm bùng lên những tranh cãi. Đối mặt với số ca mắc tăng vọt do biến thể Delta và khả năng miễn dịch do vaccine COVID-19 tạo ra có thể giảm dần theo thời gian, một số quốc gia đã bắt đầu cho chiến dịch tăng liều tiêm thứ ba, bất chấp việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi tạm hoãn để ưu tiên vaccine cho các nước nghèo hơn. Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi các nước hoãn tiêm liều vaccine thứ ba đến cuối tháng 9 để ưu tiên các nước nghèo. Tuy nhiên, Mỹ và rất nhiều quốc gia giàu có khác đã phớt lờ hoặc phản đối lời kiến nghị. Mỹ là nước đầu tiên bác bỏ lời kêu gọi của WHO với lý do là nước này có thể vừa tiêm liều tăng cường cho người dân ngay sau khi được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA phê chuẩn, vừa có thể giúp các nước nghèo hơn. Đức, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cũng đã công bố kế hoạch tiêm chủng tăng cường. Trong 2 tuần qua, có 7 người của một nhà dưỡng lão ở Mỹ tử vong do nhiễm biến thể Columbia của virus Corona. Các chuyên gia về virus của trường đại học Leuven đã phân tích và xác định chủng virus này. Theo hãng tin Reuters, những bệnh nhân qua đời đã ở tuổi 80-90, được tiêm vaccine đầy đủ và vốn có thể chất yếu. Tại nhà dưỡng lão này có 21 cụ và nhiều nhân viên chăm sóc khác cũng bị nhiễm biến thể Columbia. Các nhân viên đều đã tiêm vaccine đầy đủ và bị nhiễm bệnh với triệu chứng nhẹ. Biến thể nói trên lần đầu tiên xuất hiện tại Colombia, còn có tên ký hiệu là B.1.621. Gần đây nó được xác định là có xuất hiện ở Mỹ nhưng rất ít thấy ở châu Âu. Mark Van Rans, chuyên gia virus của trường đại học Leuven cho biết hiện có 7 cụ tử vong do COVID-19 là điều đáng lo ngại nhất là khi tất cả đều được tiêm vaccine đầy đủ. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa biết liệu biến thể Colombia có dễ lây lan hơn các biến thể khác hay không. Những người phụ trách nhà dưỡng lão không biết virus đã xâm nhập vào cơ sở của họ khi nào và bằng cách nào. Campuchia đã tiêm chủng cho gần 8 triệu người trưởng thành, đạt gần 80% kế hoạch ban đầu là tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành ở nước này kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc vào ngày 10 tháng 2. Hơn 7,8 triệu người đã được tiêm vaccine Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca và 85.000 người đã được tiêm vaccine một liều Johnson & Johnson. Trong số này có hơn 5,3 triệu người, hơn 50% mục tiêu ban đầu đã được tiêm đủ liều. Ngoài ra, Campuchia đã mở thêm chiến dịch tiêm chủng cho 2 triệu người từ 12 đến dưới 18 tuổi từ ngày 1 tháng 8 với mục tiêu tiêm chủng cho 12 triệu người, tương đương 75% dân số cả nước. Tính đến ngày 5 tháng 8, Campuchia đã tiêm cho 163.113 thanh niên, chiếm 8,29% cho mục tiêu 2 triệu thanh thiếu niên. Liên quan đến thắc mắc phụ nữ mang thai mà đang cho con bú có nên đi tiêm vaccine COVID-19 hay không, thì Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có câu trả lời về vấn đề này. Xung quanh việc tiêm vaccine COVID-19, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó có việc phụ nữ mang thai đang cho con bú có nên đi tiêm vaccine COVID-19 hay là không. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đã có những giải đáp xung quanh vấn đề này là mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn, nhưng hiện tại rất ít dữ liệu đánh giá tính an toàn của vaccine COVID-19 trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ mang thai vẫn có thể được tiêm vaccine COVID-19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng đó lớn hơn so với nguy cơ tiềm ẩn do vaccine gây ra. Phụ nữ sau sinh và bà mẹ đang cho con bú vẫn có thể tiêm vaccine, bởi vì việc tiêm chủng vaccine đều có lợi cho cả mẹ và bé. Vì vậy, các bà mẹ không cần phải tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm vaccine. Và kính thưa quý vị các bạn, chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.